Quá dược, mốt mình nhìn cái cấu trúc mình sẽ lấy cái gì nè.
cũng cần phải học cũng được. Tên của anh này khổ rộng rồi, định tính nếu mấy em làm gì đúng không, không mấy em làm sách ký lớp một, một sách ký lớp một không định tính đâu, mình sách ký lớp một không định tính được đâu, phải làm phẩm màu và đặc biệt axit sulfuric và axit formic để bạn nhớ kiểm tinh khiết đó, pKb năng suất quy cực b ha, nhớ gì tôi đến chỗ đó đỉnh nữa. Ngày xưa ta dùng khoa oxy hóa thử nhưng mà bây giờ không dùng, mà không dùng thì không biết tất cả các bạn chi cho mệt đúng không, không dùng thì không nói. Bây giờ người ta đang dùng phương pháp HPLC, học HPLC chưa? Rồi đặc biệt là phương pháp vi sinh rồi, tức là sao đo vòng vô cùng, tức là cái vi khuẩn nhạy cảm lên đã phát sinh vô ủ đó, rồi coi cái vòng vô khuẩn có bao nhiêu thì là pháp vi sinh vật hàng sản nhất và chính xác nhất. Độc tính và ta dễ nhìn chung beta tam là cái họ kháng sinh thiện nhất. Nếu mà người già nghĩ tới kháng sinh là những cái beta tam, trẻ em hoặc là phụ nữ đang cho con bú hoặc phụ nữ mang thai mà phải dùng kháng sinh hoặc là nghĩ tới beta tam, đây là họ kháng sinh thiện nhất. Tức là sao, nó không có gây ra những độc tính mà không thuận lợi. Đương nhiên nếu mà uống mà bổ rộng thì nó cũng gây